Bây giờ là những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm. Nhiệt độ là từ 11 đến 17 độ, độ ẩm trung bình là 83%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét. Nhiệt độ là từ 16 đến 23 độ, độ ẩm trung bình là 83%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ là từ 17 đến 23 độ, độ ẩm trung bình là 85%.